toàn dân trong ngóng bóng anh yêu, ước mong sum họp giữa lòng quê hương vẽ ta. Anh ăn chết mà còn ca được đúng không? Và bây giờ đó, bây giờ Bảo Quốc còn sống nè. Cô anh có nghe lời, có lời như vậy nhưng mà mình sống là cái lời như vậy thì ca thế nào? Còn mấy câu tiếp. Trời thế kỷ 20 mà tưởng như thời trung cổ, còn gánh phân người và còn ngửa cổ thấy châu. Tức là có tạc cái đời sống của người tù á. Thế kỷ 20 rồi mà buổi sáng á trời dưới đầm đùn nó lạnh lắm, bốn năm người ngồi đằng trước rồi kéo bám vai nhau kéo cái cày, đằng sau ba bốn người đẩy, tức là con gánh phân người, tức là vệ sinh của mình đi ban đêm á thì buổi sáng phải gánh đó để mà chuẩn đội dưới cái đầm đùn á để mà trồng lúa đó, con gánh phân người và con ngựa cổ thay đâu á, tức là bốn năm người kéo cái cày sau cái người đẩy. Rồi tướng tá không mà gánh phân người cấp tá không á, cấp tá đại tá tướng được không thì khỏi bên tiền bảo á, ở trại giam đụng đụng bên tiền bảo thì tiền bảo cao cấp đó. Vâng, còn ở trung đội sau này á, rồi năm 79 mà nó đánh ở nó cho trận cái bài học thứ nhất đó, nó cho nó đánh rồi mới dồn các cái lực lượng mà thuộc về quân đội đó dần dần vào ở trại Nam Hà, cho được rõ toàn là cấp gọi là cấp trưởng tá đại tá, bốn năm trăm người ở chung với nhau mà cấp này. Thì từ thời đó đó mình mới biết bài Kính Thiên, cũng bây giờ bố kể làm sao có bài Kính Thiên số 1 vậy? Cái bài Kính Thiên số 1 á dường như là có cái nhiệm vụ nó hơi dài tí nha, tức là những người mà ở ngoài Nam Hà đó, những người mà có thăm nuôi mà đều á thì người ta họp lại một nhóm, thì trong đó là có 11 người là ăn chung với nhau. Còn riêng tôi á thì bà xã ở đâu xa quá mà nó con cả trong là nhiều chuyện thì đi thăm cho được một hai lần thì thuộc là gọi là con của bà sơ à, thì buổi tối đó tôi nghe thông thanh mấy người 11 người kia đó ăn chung với nhau á, nói đi tối nay á có đại thanh mẫu đại giảng khơ ở đây, nên nó bị trước mỗi cái phòng ngủ á nó có một mình trong một dải hoa hồng trước á, thì nhớ cái nói cái anh đó á ra lấy một ít hoa đó để tối nay vô làm lễ. Tôi nghe được như vậy rồi á thì lúc mà nó vừa vô đóng cửa một cái rồi á thì tôi như hồi nãy tôi đưa cái cuốn mà chủ Lăng Nghiêm đó, tôi ngồi tôi tụng chủ Lăng Nghiêm, chủ Lăng Nghiêm rồi á thì tôi nhảy qua ngồi bên cạnh cái chỗ mà họ để phun rô, lúc mà trời ngoài trời mưa để chỗ phun rô quay lại ra một chỗ thì tôi ngồi bên cạnh tôi chứa được túi vào trong cái chỗ ở đấy, tôi ngồi tôi vừa chờ tụng chủ Lăng Nghiêm vừa đọc đấy. Thì ngay bên đó, bên cạnh đó, nói là Đức Đại Thanh Mẫu giảng cơ. Đức Đại Thanh Mẫu giảng cơ. Và phía trước á, có một nguồn như là các tiên nữ á, phía trước giải qua rồi vậy. Giống như mình ngồi ở nhà mà nghe radio mà kể chuyện về cái trường dân độc lập, đừng làm cái gì đó. Đó là đại khái mình nghe như vậy. Vừa xong một cái rồi á, thì tôi tụng thấy cái chủ Lăng Nghiêm lại rồi á, rồi tôi dở cái bông xô ra. Chui vô thành 12 người, họ 11 người thôi, tôi qua là người là 2 người. Thì lúc đó là cái bài Kính Thiên số 1 do Đức Đại Thanh Mẫu truyền vào lúc đó. Cái này Địa Tạng đi trước nữa mà họ Đức Địa Tạng đi trước, đi trước tức là dẫn đường cho mẹ đi rồi á, Đức Địa Tạng đi, bởi vì trên cái quả trần này á thì Đức Địa Tạng là ngài quá dưới là cái tổ ở đó đó. Thì đi xong rồi hết cái bài Kính Thiên một cái rồi á thì tôi chưa có nhớ đâu, tôi chui ra mồng tôi đi về. Sáng hôm sau á thì anh Trung, anh bây giờ anh thỉnh thoảng anh có lên đây này. Anh đi đây anh hỏi, anh nói tối hôm qua đó không biết sau đã xảy ra chuyện gì, tôi vừa hết Kính Thiên một cái thì tôi đi ra khỏi cái nhóm cơ đó thì không biết nói cái gì, mà sau này anh đi tìm anh tới hỏi tôi nghe, tôi biết là tối hôm qua đó tôi nghe rằng có anh có đi vô trong cái nhóm của tôi thấy không, mình vô là vô rẽn thôi, nghe hỏi như vậy mình tưởng có chuyện gì thì nói còn lại thôi. Nó nói là
đại thánh mẫu và các vị đi theo đó, gọi trong nhóm 12 người gọi là thập nhị nhân duyên, mà điểm danh là chúng nhóm tụi chỉ có 11 người thôi mà thiếu một người. Như vậy đi tìm cái người thứ hai, thứ 12 là đâu? Thì tôi nói tôi lúc đó tôi có rèn vô, tôi nghe cái bài đó, xong bài đó thì tôi về đó, tôi là một người, một trong người 12 người và được thập nhị nhân duyên người cuối cùng đó. Nhưng mà sau này á, bao nhiêu những cái bài cơ rồi gì thì có tôi nhớ không, còn mấy người kia thì người sẽ đặt chỗ này đặt chỗ nọ, anh nhiều người không biết. Anh nhớ những cái bài cơ, nhất là bài kính thiên á, nhớ không thiếu một chữ, một dấu phẩy á, đọc lỡ thôi à. Mẹ nói gì thời đó thì là kính thiên đã chiếu xuống trần, con ơi hãy nhớ lấy lời mẹ khuyên, nhân sinh quả báo nhãn tiền, luân hồi quay trả thiện miên thiệp người, nhờ duyên được hưởng cơ trời, lại thêm sự màng đạo đời dương gian, rồi đây nắm giữ gian sang, lo cho quốc thái dân an lâu dài, lo cho cơ đạo ngày mai, chúng sanh đã biết hơn ai đã truyền, ấy là trời Phật linh thiêng, giảng cơ mở đạo khắp miền được non. Kính thiên mẹ chiếu cho con, chỗ trời đã điểm cho còn bao xa, lo sao xây dựng nước nhà, lo cho bà tỉnh hoan ca cuộc đời. Có cái câu mà chỗ trời đã định đâu còn bao xa, mà mình tưởng là cái thời mà 79 mình nói chỗ trời đã định rồi đâu còn bao xa, mà từ khi vào đó đến giờ này còn một năm á, còn đi ở trên á, như biệt á, một tích tắc thì mình giữa này cả bao nhiêu năm, thấy không nè, anh đã đặc biệt rồi đấy. Nhưng mà hồi bố, thời đó mẹ về mẹ cho bài kính thiên đó, cả một đống mấy ông HO ở trong đó, cũng đâu có biết mẹ giết cho ai đúng không? Giết cho ai? Giúp ông hỏng cũng không đó. Nhưng mà cứ nghĩ là nửa đời nửa đạo thì cái bài kính thiên nó ra như vậy thôi, chứ còn những mấy ông bố già trong thời đó cái này ủa tin tức này đâu có liên quan tới mình mà không biết được nói, nhưng mà nhờ duyên được thương cơ trời thì đúng lúc đó đây thì cơ trời tức là vùng mãi của tạo hóa đó, của ông trời đó, thì mình nhờ duyên mình biết là thêm sự mạng đạo đời dương gian à, rồi đây nắm giữ gian sang thì câu đó mới quan trọng. Rồi trong cái nhóm này cũng lại sau này lúc đó thì có thể là nắm giữ gian sang được, nhưng mà không ngờ là giờ này già khu đệ hết cả rồi, đâu rỉa ra đúng lúc rồi, mà còn nắm giữ gian sang thì chắc không có, nhưng mà không ngờ lúc đó là nói về chuyện sau này đó. Là thêm sự mạng đạo đời dương gian, tức là lúc đó là sư phụ nằm ở trên biển giúp biên, thì mẹ thấy vậy mẹ mới bỏ ông dòm xuống kính thiên mà cũng kiến thôi, nhưng mà mấy ông này không bao giờ biết được cho tới ngày mà sau này á là sư phụ cặp bồ với sư mẫu á mấy ông mới quản hồn. Tới lúc đó có một ngày cái thánh mẫu Lữ Hạnh với đức thầy thường thường sư phụ đâu có biết, tới nhà ông chơi cô con gái ông mà kéo đầu cái ngồi. Cái bữa đó thánh mẫu là ai cũng chẳng biết nữa, ngày sinh tên ngày là thánh mẫu Liễu Hạnh rồi gì cũng không biết luôn. Cái bữa đó thánh mẫu Kiều lên ghế sofa ngồi, mà trong khi mấy ông này ngồi dưới đất. Lúc đó Kiệt đứng đằng sau tôi cũng dám ngồi đâu. Bây giờ bố kể đi. Lúc đó Kiệt ngồi đứng đằng sau, ví dụ như bàn cơ đấy gì, ngồi mấy người nhân cơ, mấy người phụ tá con Kiệt đâu bị giảm đứng cái đó, đứng đằng sau tôi. Nhưng mà lúc đó đức thánh mẫu Liễu Hạnh á mời Kiệt lên đứng trước cái bàn thờ luôn, nên cái bàn thờ nha, cho là mình ngồi cái ghế đông đối, tức là mọi người ngồi đấy phải lại lên luôn. Và lúc đó là tuyệt vời, thanh mẫu á Liễu Hạnh á đó, ngài bị Kiệt lên. Lúc đó Kiệt mới biết mà cũng hơi ôi sao mà mình lớn quá vậy, mà từ bên đây chẳng có đâu, người đâu có biết vậy gì đâu, nhưng mà cái vấn đề là mình ngại, mình không dám phạm tội sao ngồi bàn thờ luôn nữa. Cái lúc đó mẫu mới đọc cái chỉ của cha, thì bố đọc cái chỉ của thượng đế, thì thánh chỉ của cha bố nhớ không? Thì thánh chỉ của cha đại khái là để là tỷ muội với ta mấy trăm nghìn năm mà cùng một nguồn gốc, hôm nay có duyên gặp lại, đệ là con của thiên thượng, là thái tử, là con của ngọc hoàng thượng đế. Ở mẫu đọc nguyên cái sớ vậy đó, có đức thầy ngồi nữa,
nhà là lãnh nhiệm vụ xuống kia này để lập hội Long Hoa, lập đạo đại hán nhiều lắm. Cái thánh tệ chỉ của cha chỉ quỳ là nghe thôi, thánh chỉ nó khác hơn là nói chuyện bình thường các bạn. Từ đó luôn mới quán hồn của mình vậy, từ đó rồi tới ngày hôm nay. Bởi vì lúc đó mới tiết lộ ra cái vai trò của cái thành không nhận lên ngài điều hành đức Phật thầy Tây An mà các vị rất là đông. Bởi vì cái đó cái ngày đó là ngày rất là quan trọng, mời buổi lễ lớn mà quan trọng lắm. Vị này mà đây ngồi kia được, thành ra những người sau này đều phải lại lấy thiệt đó. Thiệt lần đầu không giảm là không giảm, nhưng mà cứ lên đây rồi sau mới thổ lộ ra, mới tiết lộ ra là cái vai trò của mình. Đúng rồi, những ngày đầu cũng chẳng biết thánh mẫu Lưu Hành là ai, phải nói mình ghi tên gì thôi, cái gì sớt ra mới quảng hồn. Ngày đầu đức thầy về nói ở ngày là ai, ta là đức thầy. Hỏi đức thầy ở đâu? Ở Hòa Hảo, ở An Giang, ở Châu Đốc, cũng chẳng biết ổng là ai luôn. Người đó mới tìm ra mới quảng hồn, đúng không? Không biết gì hết. Rồi đọc thánh chỉ của cha nữa. Từ đó tới ngày hôm nay mình có thiền tâm ở Điện Long Sơn mà. Nó không phải là đơn giản vậy đâu. Chứ còn mà nếu mà con của Thượng Đế mà xuống trần mà biết hết, mấy giả bộ. Sư phụ chỉ hôm nay ngày 16 tháng 7, 23, biết chỉ ngày 23. Ngày mai chuyện gì mấy vị mới xuống mới nói, chứ không có phải là mấy vị cho biết trước đâu. À, cho nên mình nhiều tập là dĩ, con biết không? Xin hỏi ông ta đang cắt máy đâu để làm đi, đây là tài liệu của lịch. Ồ, tài liệu gì? Cái này ổng ra già, ông đâu nhớ nữa. Có thể cho biết được thời gian lúc đó, ngày tháng năm. Ờ, để nhìn khác. Nó cải đỏ. Cái này tháng gian là 40 năm rồi. Không, cũng là... Đừng có nói nhiều mấy cái này. Cái đó không tiên cơ, mình không bắt lên. Không nhớ ngay. Cỏ đó ghi trong sách cả. Ở đây cuốn sách tất cả những bí mật không có ai được giữ hết, cả bố cũng không được giữ, có mình sư phụ được giữ rồi. Nên là giữ là phạm thượng. Cho nên những cái bài cơ, mấy cái bài thơ á là của những cái bác hội khắp thế giới, sau này mới gom về mấy cái bài mà giờ bỏ lên mạng đó, thì sư phụ mới phổ biến cái bài nào là do sư phụ quyết định. Chứ nó còn nhiều bài khác nữa. Nó còn nhiều lắm, mà hồi chưa bỏ lên. Bỏ lên chơi nhiều thôi, để thử coi chúng sanh có tin hay không. Mà mai là họ cũng không tin đó, cho nên cũng không bỏ. Nó còn nhiều. Mà cái đó đều có lưu cả. Nhưng mà lúc mà bố đi qua Mỹ là được cái Mỹ nó cho cái visa qua Mỹ, H1 đúng không? Không, H7. Nó có 7, nhưng mà gần 20 năm, một đống giấy tờ của bề trên cho ổng, ổng sợ ra cảng Tân Sơn Nhất, người ta chặn lại, ổng đi dục bỏ hết không? Dục bỏ, bởi vì trong... Chứ là toàn là những information quan trọng không à? Ra, có cái anh làm cái túi sách này, hai đẩy, bỏ ra, thoát ra được rồi. Thì lúc đó về trong tư xã thì bán chi hòa đó. Khi đi đó, các vị nói cái này thiêu quỷ nó đi. Nhưng mà lời có tiên của Phật mà đi thiêu quỷ vậy? Đúng là đại tá là chết nhát. Chứ có chuyện gì sao? Làm thì có chuyện gì? Cho nên bây giờ một cái khoảng thời gian mấy chục năm, từ năm 78 cho tới năm nào ta, năm 2000 vậy đó, 2000 mấy vậy, mất hết những cái gì mấy lời mấy dạy mấy gì dạy nhiều lắm. Mà giờ đến nước sư phụ chỉ mót là được có một khúc à. Ông còn nói là khi mà máy bay mà đến San Francisco, ông nghĩ là ông đến Mỹ, còn đi máy bay ông còn chạy. À, ba này là vợ của ông. Ai có nhân chứ, ai là Phật. Là xui gia với mẹ Phật mặt. À, xui gia, Thượng Đế đây là xui gia, Thượng Đế. Đây, nhờ. Anh nhưng mà chết nhát gì mà giữ gì thì lời của Phật Thánh Tiên dạy mình mấy chục năm trời mà ông đi bỏ. Ủa giờ đi về trời hay là sợ việc cổng? Không phải, là sư phụ cho đi là có biết đạo lý là gì vậy vậy? Ông bảo đến bài ông đến thị trường San Phan, ông mới nghĩ là ông tới Mỹ, còn ông còn đi trên máy bay ông sợ kêu lại nữa.
nhưng mà sau này sẽ có ngày chuyện đâu ra đó của anh thành cuốn sách mấy con động nó sẽ hiểu hết trời Phật hai cái trong tâm mình này. Không có đâu xa hết trơn, có gì cũng đang đứng đây cho nên cuộc đời sư phụ nhiều cái tiếu lâm lắm. Kỳ đó, cứ nói đức thầy con muốn đi tu, muốn đi tu cái đó, cái đội đức thầy đi tu không à, cái gặp mẹ cũng đòi tu, con phải trả hết nghiệp đi rồi đi tu, bây giờ nghiệp cũng đang còn nè, đóng đệ tử gì sao tu, mà đi tu là mình ích kỷ, bỏ lại mấy chục triệu đệ tử gì sao tu, bây giờ là cái nghiệp chính mấy chục triệu đệ tử. Cái vừa lo vừa đào vừa đời éo nè, nhưng mà thấy cái bài kính thiên ra thời năm 78 79 mà tới hôm nay tự nhiên sư phụ nó giống như chóc, tôi nghĩ là trời Phật chẳng còn bao xa. Mà nếu mà ai hiểu hết câu chuyện mà coi lại đi, hổng này một giây của trên trời nữa là mình 40 mấy năm rồi già hết. Chứ cái bài gì đầm đìa rùi trâu á là đang nói về thời buổi này. Bài đó là sao? Của đức Thanh Mẫu à, một vị mẫu tu ở núi Ngũ Hành. Cái bà đen chứ không, núi Ngũ Hành ở trên trong Quảng Nam Đà Nẵng đó, có núi Ngũ Hành đó, núi Ngũ Hành. Thì hôm đó là có một cái sư cô mới bởi vì một lần dạng cơ một cái á, thì cái thằng bên ngoài phòng tình nó thông báo cho chuyện gì xảy ra, thì nó nói là có một sư cô đẹp lắm, nó ngồi ở cái đèn đó, thì cả bác muốn hỏi cái gì, thì hỏi cũng hỏi nó thời sự thế nào, đất nước thế nào, tổ phận của mình thế nào, thì sư cô đó giảng cơ, phải nói cái chuyện này á, tôi không biết, nhưng mà để tôi vào núi Ngũ Hành Sơn, đến với sư mẫu sẽ cho biết. Đã được một cái gì sư mẫu ra, hỏi sư mẫu á, phải cho một cái bài, và ra bài nó tả về cái tình hình nhá, nắng hè đỏ cả đồng thau, tiếng đoàn du mục ẩn vào gốc lê, xung quanh cây lá xung xuê, thế mà thiếu nước thảm thê đoàn người, cho rừng hai ba câu là người tự quên, muốn sang đến bờ kia, phải qua sông Diệp, sông Rạch, đầm đìa rùi trâu. Muốn sau tránh khỏi tham sầu thì nên theo dấu cọp béo về nhà. Đó của nó là tổng câu. Rồi vô giải thích mấy khúc đầu á. Ngắn hè đỏ cả đồng thau, tức là mùa hè năm 30 tháng 4. À không à, thường á trời mấy vị không có cho ngày. Con nói cái bài đó là hiện giờ nè. Chứ nó không có giống như kiểu bố giải hồi bữa hổm. Đúng không? Tại thời gì cơ trời. Nắng hè vậy đó. Bây giờ nắng hè nghĩa là hiện giờ đang hạn hán. Rồi cái câu cuối là gì? Muốn sao tránh khỏi phải qua sông Rạch đầm đìa rùi trâu. Tức là muốn bây giờ muốn sao tránh khỏi thảm sầu phải theo phải nên theo dấu cọp béo về nhà. Đây con giải khúc cuối cùng. Muốn sao tránh khỏi thảm sầu phải theo cọp báo đi về nhà, đúng không? Nghĩa là sáu chữ chim hiền. Sau khi nước Việt Nam mình ổn định về một cái nước Việt mới mà muốn có một cuộc sống an nhàn, lúc đó nó sẽ có đại hồng thủy. Nước Mỹ này còn nó đối xử thì cho mình tệ, đúng không? Mấy vị nói rồi, sau này nó thành nước hết á, không có còn điện tử như vậy đâu, điện tử về Việt Nam hết rồi, di mạch về Việt Nam rồi. Lúc đó là ở đây không còn di mạch luôn á, thì là muốn đi về thì mình phải qua cái bờ sông, rồi phải theo cọp beo là gì? Cọp beo tức là anh hùng thảo kiệt, tức là những người ở đây, người đây, cộng sản, người quốc gia, người du lịch gì đó đi về hết, về hết. Là cái bài đó là ngay lúc này đó, tức là giai đoạn chứ không này. Phải còn hồi thời xưa đó, hồi xưa ông có hiểu ông cái giải thích là năm 70 mấy, ông nói là năm 2023-24 này. Rồi, giống không? Đọc lại coi. Nắng hè đỏ cả đồng thau. À, thì mấy hôm nay nắng hạn hán, bữa nay là nhiêu 40 mấy độ vậy, tùm lum đúng không? Đúng rồi đó. Còn cái tiếp là gì? Thì
những đoàn du mục ở vào gốc lê. Đoàn du mục là chúng ta đang ở dưới gốc cây này nè, là không? À, chúng ta đoàn du mục đang gốc cây gốc lê. Đó, cây nó có hai. Hai. Rồi câu kế tiếp là gì? Nó có hai. Thì những đoàn du mục ở vào gốc lê. Chung quanh như vậy là chặt lên nè. Chung quanh cây lạ chung kê để mà thiếu nước hàng thê đoạn ngược. Đó, Cali hạn hán 7 năm cũng là thiếu nước. Đấy, đó là nghĩa bóng mà mình nghĩ rằng thời gian này con đẩy ra ta cũng vào cái thời điểm đó. Thời điểm mà đứng ở tù đây này. Cái câu mà muốn sang đến bên bờ kia đó, tức là muốn bây giờ đứng ở tù, muốn sang đến bờ kia, tức là cái sự tự do này, như nước Mỹ này, phải qua sông Rạch đầm đìa rồi đâu, không phải lúc đó nói một cái được đi ngay. Năm 79 và nhiều người đến 90-91 mới qua Mỹ, tức là thời gian đó là nó hành hà cho ở trong tù á, chết luôn. Thấy không? Đó, tức là không phải là nói một cái là được đi ngay. Đó, qua sông Rạch đầm đìa rồi đâu. Nhưng mà muốn ở cái đỉnh bờ kia là ở đây, muốn sau tránh khỏi tham sầu, ngài dùng cái chữ tham sầu, tức là mình thấy cái tượng hình của tham sầu cái lắm đó. Tham sầu thì nên theo chỗ có veo về nhà, tức là không phải mình một mình mà cái bài mà nên theo chỗ có veo về nhà đó có hai bài, có một bài của Đức Đại Thanh Vương Trần Quang Khải mà. Đại Thanh Vương Trần Quang Khải, nắng hè đỏ cả đồng thau, thấy không? Tức là cái đâm đây là trở lại cái nghĩa đen của đó là năm 30/4/75 khiến đoàn du mục ẩn vào gốc lê. Cái đoàn du mục là tức là quân cảnh chính ẩn vào gốc lê. Gốc lê tức là gốc Mác Lênin, gốc lê là Mác Lênin. Chung quanh cái lã xung quê mà thể mà thiếu nước thảm theo đồng người, tức là tưởng là gốc Lênin theo lời tuyên truyền của Việt Cộng á. Số 1 là Mác Lê, mà chủ nghĩa Mác Lê là số 1 trên thế gian, còn ai bằng nào nữa. Nhưng mà cái đoàn ấy thế mà thiếu nước thảm xe trong người, lúc mà vô mà ở giữa gốc Lê, ở giữa cái trại tù của thằng Mác Lê nên đó, tới bơi thiếu nước đó. Đó, tức là thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu đủ thử đổi, nhăn răng hết cả. Đó, thảm xe trong người. Thì muốn sau tỉnh khỏi thảm sau thì nên theo dỗ cơ bởi vì là mình với hai ngoại thì phải trở về, phải về hết. Thì đó nó cũng là chung với chim hiền thất chịu bay về. Thì con nói đúng, cọp beo tức là tất cả anh hùng ở hải ngoại đi đấy, về Việt Nam về đây đều phải về. Để mà tránh cái thảm sâu, dùng là ngay dùng chữ thảm sâu đó. Quý vị biết thế nào? Thảm sâu tức là ở thế giới sẽ bắt đầu nước Việt là nước trung ương, là thánh địa, là cường quốc. Thì muốn nước Việt Nam cường quốc là cái gì? Thằng Mỹ, thằng Âu Châu nghe rồi Tàu rồi mày phải là liệt quá. Chứ không có chù quá không, nhưng mà cơ trời mà. Không ai vào bao họ, không ai khó ba đời. Nước Mỹ này nó ăn hiếp là cũng nhiều lắm á. Nó ăn hiếp cái hụt nhiều lắm, một năm lấy đấy mấy chục triệu. Mà xin nó mở cổng đi không sớm đâu cho. Nó cũng ân oán với mình á. Thằng này kỳ thị mình Việt Nam. Sư phụ, tôi có một cái ý cho mày hỏi hỏi tự nhiên đây mà nói chuyện thoải mái. Máy pin nó bỏ lên mạng không có sao chứ. Cái dấu cọc beo đó, cọc beo đó là có cái ý nghĩ như thế nào? Cọc beo về nhà, thì ra cho con nghĩ thế này. Cọc beo tức kim là những cái phù hiệu trước đây của bị trục quân. À, đúng rồi, cơ trời ông nãy giải hay đó. À, cọp là gì ta? Biệt động quân hả? Biệt động quân. Rồi beo là gì? Con beo đó là cái lực lượng lôi hổ hả? Mà đặc biệt có con beo chồm đó, con beo màu vàng. Lính gì? HO gì? HO dù hả? Hay á, tức là tất cả HO đi theo Kiệt về đúng không? Đâu mà sắp chị Miền về. Hay nghe. Tại lời này lời của Phật trời mà đâu phải lời thường, nhưng mà giải thì mỗi người mỗi ý. Ông này cũng giải đúng rồi. À, đúng rồi đó. À, tất cả biệt chủng mà mấy lính nhảy dù lính gì đi về theo Ngô Tuấn Kiệt về. Thank you.
Nói mà em nói đúng rồi. Cọp heo là lính, phù hiệu của lính. Tại vì lời của Đức Thầy hay là lời của một cái vị Bồ Tát hồi nãy cũng đều là lời bề trên. Bề trên không bao giờ nói rõ ràng hết. Ngày, giờ hay là cái đáp số do chúng ta phải tự suy nghĩ. Hay nghe, tất cả HO làm ơn chuẩn bị khăn gói lên đường. Yeah, hay quá. HO nó sửa gì vậy ha. Dẫn theo mày cọp nhỏ nhỏ, beo nhỏ nhỏ. Em đi. Beo hay mèo. Không, Đức Thầy có nói là chim hiền chắp cánh. À, chim hiền chắp cánh bay xa. Nghĩa là HO cha đẻ HO con phải không? Đẻ hai ông kia rồi. Hai ông kia đẻ hai đứa đang vô đại học nữa phải không? Là chim hiền chắp cánh. Đó. Mà hồi xưa mà Đức Thầy đặt ra mấy cái bài mấy vị kia viết người Việt khắp năm châu là chim hiền không à. Lúc đó thù cũng không có hiểu. Tưởng là mấy vị dùng văn chương chim cò đúng không? Sao này mấy vị nó không phải. Chim hiền là sứ mệnh á, sứ mệnh lớn mà Thượng Đế giao. Cọp beo chim hiền. Cái bài lóc cóc sao bố? Dịch bài lóc cóc nghe thằng nói dốc. Cái bài lóc cóc là lẽ của Đức Phật Thầy Tây An. Tức là Đức Quỳnh Phúc Sổ nó đại cái gì vậy? Tại vì Đức Thầy thường nhận bài đó của ngài. Rồi nói bài của Đức Thầy đi. Mà bài đó năm khoảng 78, 79, 80. Nhưng mà người Hòa Hảo người ta nói Đức Thầy mất tích làm sao cho cái nhóm này cái bài đó được. Nhưng mà thật sự là mình nói chuyện Đức Thầy thường xuyên đó. Họ đã hy hữu. Ừ. Cho nên Đức Thầy cho cái nhóm này cái bài đó lóc cóc của Đức Thầy. Lóc cóc á, Đức là nói nghe đây. Bởi vì cái lúc mà thằng mỏ mà nó đi rao đi trong làng á, tìm nó nói nghe đây. Lóc cóc. Ra ngoài này nghe đây. Lóc cóc, nghe thằng nói dốc. Mang thân đi học rồi lại đi tu. Sau lại đi tu. Ăn chay ròng rã từ năm con mã đến năm con mùi. Vờ chạy ngược xuôi mang ra đồ mặn. Thế thì đã thắng, nó đói mình no. Nó lo mình sướng. Sự đời khó tưởng, tù sướng hơn cai. Hỏi ai thắng ai rồi cười vỡ bụng. Ai than nghèo túng, ai xin tìm tù. Ai khôn ai ngu giờ đây đã rõ. Màu vàng màu đỏ ai nỡ bỏ vàng. Ba sọc ngang hàng lại treo cặp nước. Vàng ngược. Còn cái chùa chỉ có nhớ câu cuối thôi à. Ai không có thuộc hết bài nhớ câu cuối. Ê, ngồi thôi con. Ôi, ông Tiên giải nghĩa cái bài đó luôn kìa. Giải hết đi, giải từ đầu luôn. Lóc, nghe thằng nói dốc. Tức ra cái thằng nói dốc là thằng Việt Cộng đó. Nó nói dốc, mang thân đi học. Nó nói là đi học tập cải tạo. Chỉ mấy, 10 ngày hả, là 2 ngày. Nhưng mà nó trả lời lại là cũng phải như vậy đâu. Tao nói mày đi mang thân ăn như vậy thôi chứ đâu có nói là mày đi ở tù bao nhiêu. Mang thân đi học rồi lại đi tù. Lần là học tập cải tạo nhưng mà vô trong anh nó nhốt vô tù thì lại đi tù. Sao lại đi tù? Rất là tiểu theo sao lại đi tù? Tức là vô trong anh toàn là muối với cơm ấy đi tù. Rồi lại đi tù. Ăn chay ròng rã từ năm con mã đến năm con mùi. Tức là ăn chay thôi. Thì vờ chạy ngược xuôi, tức là mình ở ngoài Bắc, vờ chạy ngược xuôi đó, ở Trung Nam đó, đi bán đồ, tất cả có cái gì trong nhà để mặn hết, vờ chạy ngược xuôi, rồi mang ra đồ mặn, tức là lúc bấy lâu ăn chay rồi, bây giờ có vờ ở trong Nam trở về, mang lại có được ăn mặn, thấy không? Thế thì đã thắng, nó đói mình no, như vậy đó, phải rõ ràng là nó đói rồi nhá, mình như vậy mình thắng rồi, nó đói, mình no, nó lo, mình sướng, tức là nó lo lúc là thằng Tàu đứng đó nó bài học. Bệnh chính biên giới á, nó cho bài học biên giới thì nó lo mình sướng, mình rồi khó vờ dòng đem thức ăn ra đây mình sướng quá đây. Sự đời khó tưởng, tù sướng hơn cái đó. Tù á thật ra mình cái này sướng hơn cái bởi vì mình nó đủ rồi. Hỏi ai thắng ai rồi cười vỡ bụng, rồi ai xin ai than nghèo túng, ai xin tiền tù. Ban đêm á nó đi nó gõ cửa, gõ nó nói là buổi chiều thấy ông lần đầu nó ra nó gọi mình thằng không à,
Nhưng mà lúc mà có thức ăn vô rồi thì nói ông không hả? Ông con tôi nó bị bệnh rồi nha. Dám ra thầy mà ông có mấy cái viên thuốc gì gì đó cho nó. À, ai xin ai thang nghèo tụng, ai xin tiệm tu thì nó nói là ôi cho con bị bệnh quá không có thuốc. Bây giờ thấy ông hồi chiều khó là chuyện đó mình cho đi để nó mình thấy thương mình cho nó thôi. À, ai xin tiền tù, ai khôn ai ngu giờ đây là rõ đó, ai khôn ai ngu thế mình là khôn quá mà nó là ngu. Màu vàng màu đỏ ai nợ bỏ vàng ba sòng ngang hàng để treo cầm nước vàng được đó thua, vàng được đó thua câu mà còn hơn. Thì từ đó đó mấy gì mới nói là cờ vàng bay độc đỏ gần đây kêu rượu phổ biến lên trên mạng để cho người ta có định hướng là cái lá cờ này sẽ sử dụng lại. Lời của Phật nói không có nói láo chúng sanh nghe có không? Nhưng mà không biết ngày giờ thôi à. Bữa nay là năm Mão rồi á. Tháng 7 là tháng Mão phải không? Dạ. Tháng tới chủ tình Mão. Thân Mão. Thân. Ngọ là tháng 8 hả? Dạ. Ngọ tức là Mã. Mã đời Dương trước anh hùng tận. Chẳng lẽ tháng 8 là tận thì không biết đâu tụi con cầu nếu mà tháng tám là tận giờ mình phải về lo ba lô rồi đi lo may, chuẩn bị may lên đường chồn biết mà chỉ gần đây sư phụ về thương mọi người ở xa tới khắp nơi có nhiều người ở Âu Châu rồi thật sự mấy gì không có cho sư phụ ra đây nữa đó không có cho gặp ai hết á mà sư phụ đã nói như vậy mà kêu con tiếc tiếc ra. Tại vì bỏ người ta chờ cũng tội. Rồi cũng không cho nói chuyện nhiều nữa. Thầy thù mấy vị sợ mất sức khỏe. Tôi không biết chuyện gì nhưng mà nhưng nó chỉ là mình, con có duyên là con giữ cái cờ Việt Nam Cộng Hòa đó. Là má chồng con á mang đi vượt biên năm 75. Con vẫn còn giữ, rồi con sẽ gửi cho chị Hà. Rồi chị Hà rồi ok nhận đệ tử luôn. Nãy giờ nó nghĩ nhận đệ tử hoài phải không? Rồi tên gì? Dạ con tên Nguyễn Thị Ngọc Lan. Thiên Ngọc Lan bữa nay con của ông trời. Dạ. Cháu của Nguyễn Thiệu. Con trai cháu Nguyễn Thiệu. Dạ. Chỉ có ông Thiệu á là cho hộ thương thôi. Dạ con cũng. Tại vì ổng được thành thần rồi. Dạ. Thì ít nhiều á ổng cũng có công có lao quá không? Bởi vì cha mới cho ổng làm ông thần. Còn mấy ông nội kia là không có cho. Ông nội kia làm cô hồn các đảng. À giữ cờ dạ, hay quá. Muốn hỏi sư phụ. Không biết rằng cái thời chủ vương á là nó lúc nào và cái khoảng chu kỳ của nó bao lâu. Nhưng mà khi mà Lạc Long Vương với Âu Cơ đó và sanh ra trăm con thì lại lợi rằng sanh cùng một cái bọc ra 100 người con, ý muốn nói rằng tất cả những cái đứa con này đều là anh em với nhau không có quấn lộn và mọi người sanh ra cùng một lượt tức là một bọc, tức là không có kẻ trước và sau, tức là không ai lớn hơn ai và bình đẳng bằng với nhau, tức là nó giống như là cái dấu hiệu của chuyên tâm nói là cái gạch ngang tất cả mọi người đều bình đẳng. Nhưng mà tại sao lại anh em lại quánh với nhau tưng bừng qua lá Đông Châu Việt Quốc rồi đủ thứ Tam Quốc rồi cho tới bây giờ cái người Việt của mình cứ là gây lộn với nhau hoài. Mà dạy ra đó là gặp nhau ở ngoài đường đó là thưa bác, thưa anh, thưa chú, tức là mọi người đều bà con cùng với nhau. Thì cái lý do gì mà đồng bào mà gây lộn với nhau hoài gì? Cái là nhất cái vụ là con của cha trong 12 người con trai đầu tiên trong vũ trụ con của thượng đế, thừa nhận là thiệt ai cũng biết. Hôm nay có trời nói trong 12 người thì có một người anh rất là cực kỳ ác, đó là Satan. Cái mình mới hỏi sao anh ác đi cha biểu anh làm vậy, có ác lắm, có thiệt. Bác Hồ mình ghét, tại vì mắt ông làm mình ghét, nhưng mà thật sự tôi không nên ghét.
sản nghiệp bắt trọng á, đi qua vuốt ve Trung Cộng, mình thấy trước mắt nhưng cũng đừng ghét, tức là nghiệp thôi mà, chứ không nói là trên mạng rồi. Cho nên tại sao mà có một lần á, có ông Mắc ở tù chung với ông này nè, ghét gì Cộng quá, cái bữa gì đó, cái nói là tao mà ra khỏi tù, tao bắt một thằng gì Cộng, tao thẻo lỗ tai, tao làm sâu leo cổ, đúng không bố? Tối lại mẹ là Phật mẫu, mẹ mình á, hiện về la cho một chạch, la làm sao bố kể đi. Chuyện đó là cái anh đó là tên anh Nghĩa. Tên Nghĩa hả? Nghĩa. Nghĩa còn sống không? À, ông ở đi qua Pháp, mất bên Pháp rồi. À. Là một trong 12 người đó. À. Ông nhìn nhân viên đó. Thì anh đó có cái cột truyền nó rất là hay. Này. Anh á, người Nam, anh đã khoảng 16 vỏ bì, tôi là 19, và em ông á, họ đàn em. Mà anh nó vô một cái, vừa đóng cửa một cái là anh ca vòng cổ. Anh ca vòng cổ rất là hay. Thì bữa nó giãn cơm một cái thì có cái mấy sự nó đến thằng anh mà thiếu tả thì còn tên gì lâu quên rồi, nó chết ở Trường Sơn, nó đánh ghen với anh á, để cái chuyện đó nó chết ở Trường Sơn, nó vô nó đánh ghen với anh á, là bởi vì anh đã có cái thằng thiếu tả thì còn nó có combo, nó chết ở cái trại ở cái nhà cái bệnh viện Bạch Mai, thì hai cái hồn đó nó quen nhau, một người chết ở bệnh viện Bạch Mai, một người chết ở Trường Sơn, thì nó đang thang nó quen nhau, nó yêu nhau, thì cái anh Nghĩa này á, tối nào vô một cái á là cũng ca vòng cổ, thì cái hồn của cái con ở Bạch Mai á nó mê anh này, mê anh Nghĩa vì cái giọng ca vòng cổ, ma mà mê người. Rồi tối mấy con đừng ca hay quá nha. Rồi lúc đó đó thằng mà hồi sáng hút gió rồi Việt Cộng á, nó giãn cơ đinh gan, nó nói cái con này đó, con nợ tên gì tôi quên rồi, biết sẽ đi con này là người yêu của tao, tại sao mày được yêu nó? Thằng này anh Nghĩa này anh mới nói là thôi làm gì có, tao là người chân, nó là người ấy, tao đâu có biết cái gì, nó nói là mày ca hay quá, nó mê mày. Ở tao nói anh nó mê thì tao cũng đâu có biết rõ, tao cá hay cá được mình người trung phòng này nghe tôi cho tao đâu có cá chú đâu nghe phải, nó đánh gan đó, đó thành mình thấy cái cảnh nó rất là hiểu. Rồi còn nói về cái chuyện mà hồi nãy kêu hỏi là cái thẻo lỗ tai, thì anh ơi vô một cái anh ngồi anh đã chưa thề em không. Sau này á mà tao mà ra khỏi tù đó, thấy không, mà có cái ảnh là của người trong nhóm cơ, anh biết cái vận mệnh đất nước mình sau này sẽ có cái sự lật ngược, thành anh nói sau này đó có chuyện gì đó tao cứ giết một thằng Việt Cộng, tao lấy xẻ một lỗ tai, tao xẻ một lỗ tai tao đeo lên ngực á, thấy không, đeo như vậy cho nó khổ quá, thì đụng một cái buổi tối á đại tên mẫu giảng cơ ngài trách cho không biết các ngươi còn hận thù nhau đến bao giờ, không biết các ngươi còn hận thù đến bao giờ, thì ngài mới nói ngài các ngài đã dặn rồi, không có lấy án oán, lấy oán mà trả oán không có được, phải lấy ơn, là đến giờ này vẫn còn vậy mà mày mà cái người đệ tử này này biểu đi xeo một mỗi người thấy một căn Việt Cộng xeo một lỗ tai thì sâu một cái đeo lấy cổ á, thì như vậy á là không được, anh đang ngại trách thì Nghĩa này mới ai vậy là Phật, con là con khổ quá rồi thì con nghĩ vậy thôi, còn lúc đó thì con nghe một lời thật vì dạy con thôi, anh ở đâu phải làm đó để cãi này, anh sau này anh về được anh qua bên Pháp, anh có vợ anh bên Pháp á, thì thêm khoảng á lúc mà tụi tôi mới qua năm 91 qua đây, 92 anh đã có vợ thư qua, anh nói là bên Mỹ sao chỗ này đi chỗ nào thì có nhà ở gì anh qua thăm, thì đúng một cái anh định anh mất bên Pháp năm 92 anh mất, anh Nghĩa anh khoảng 16 tới ngày hôm nay là thời đó tới thời nay là bốn mấy năm đúng không, thì lúc đó còn nhỏ xíu đâu biết trời đất gì, nhưng mà rồi là người truyền thừa
của những cái gì mà bề trên cơ vận cơ trời mà đi cho cái nước Việt xã nghiệp. Nhưng mà có một lần mấy vị nói Hồ Chí Minh ký hiệp ước với cha 80 năm, nhưng mà bây giờ hút 20 năm rồi đó. Bởi vì cái thời thường mới á. Tại vì trong rõ ràng trong mấy vị nói là Hồ Chí Minh được cai quản nước Việt 80 năm thôi, rồi sau đó sẽ trả lại. Tức là nước mình hồi xưa giết chim thành nhiều hay là tội lỗi nhiều quá, nhưng mà phải để cho một cái nước tan tác, đưa cho một cái tập thể làm cho cái đất nước không phát triển như vậy là mình có cái tội trả cái nghiệp. Rồi sau đó đến một vị chuyển lương thánh dương con của trời xuống để mà làm lại một cái xã hội mới là 80 năm. Thì theo sư phụ biết á, không biết sao mà mất 20 năm là sư phụ bây giờ năm mấy tuổi, chứ đúng ra 20 mấy tuổi là ngon lành luôn. Mạnh như trâu. Hồi xưa sư phụ ăn cơm lần tô bự nè con. Tại trong đời chưa bao giờ sư phụ làm dưới 10 tiếng hoặc 12 tiếng, 16 tới 20 tiếng không à. Ngủ ngày 4 tiếng là suốt cuộc đời này. Trời ơi, mạnh dễ sợ luôn, như voi vậy đó. Thấy trâu còn yếu hơn. Mà giờ thấy không? Xin mổ chân nè, rồi mắt kiến cận nữa. Vậy mà cơ trời vẫn chưa tới, vẫn ngồi chờ hoài. Sư phụ, Việt Cộng nó cai quản Việt Nam mình bắt đầu từ năm 1945 phải không ông Tiên? Vậy là chưa có được 80 năm sư phụ. Hồ Chí Minh ông nói là 80 năm trên, cũng nói 80 năm, nhưng mà bây giờ đúng ra là 100 năm rồi. 80 năm ông đã xài giao đời. Dạ rồi. Ông nhưng bây giờ đã hút 20 năm. Bởi vì cái thường quân, trung quân, hàng quân, thường quân như vậy là 1.000 năm. Năm 1.000 năm, 2.000 năm, 3.000 năm, bây giờ 2023. Tức là 2.000 á, năm 2.000 á là về hàng quân rồi. Còn 2023 này là của thường quân. Nhưng mà cái hàng quân á, nó lẫn quá. Thường quân 23 lớn qua 20 năm, 23 năm. Đó là đúng năm 2000 á là hết cái khổ của trái đất. Nhưng mà coi như là bị ốm chút xíu đi phải không? Có 20 năm mà nhầm gì? Trời ơi, 20 năm. Cái ông bác này hồi nãy nghe nói là Mã Đời Dương cứ anh hùng tận 3 năm là ổng la lên. Bữa là sư phụ cũng là buồn rồi. Cái bị mấy vị la. Ngày á 3 năm mà lâu quá. Nhưng mà cái bài này là hồi xưa mấy vị cho cái này nè. Thời cơ chuyển biến khắp nơi, ba thu nói tiếc tan đời lũ hung. Ba thu là mình bắt đầu từ mình không biết là thu nào phải không. Trời Âu quỷ đỏ cáo chung, tức là cái câu này quý vị nói là quỷ đỏ là ai nghe. Trời Âu quỷ đỏ là ở bên châu Âu đúng không, là nghe đó. Cáo chung là đúng rồi, là bài này trúng với thằng Nga thua Ukraine nè. Trời Âu quỷ đỏ cáo chung, trời Nam thập vũ cuồng phong đổ vào. Trời Nam là đâu ta? Trời Nam nước Việt phải không? Cuồng phong thập vũ trời Nam thập vũ cuồng phong đổ vào. Phen này bọn khỉ lao đao. Bây giờ là quá lao đao rồi. Hết tiền rồi. Dân đang đói rồi, nhà cửa bán không được. Hết thời vắng bóng nứt vào đảng Lê, tức là vẫn còn núp theo cái đảng Lê nè. Phen này những kẻ si mê bừng cơn tỉnh dậy tàn đi thế cờ, tức là hiện giờ còn đang si mê. Mấy anh nằm dũng đây mà chửi cho hù hoài là đang si mê đúng không. Nó nói cho hù ảo, nhưng mà cho hù nói thẳng á, người nào nói cho hù là ảo nó là ảo, người nào nói thì nó kia là tà, nó chính là tà. Tại vì ai mà giận cho hù người đó vô lý, tại vì không có làm gì phiền ái chứ, sáu một chỗ không có làm gì sai đâu. Còn người nào á mà không tin cơ trời, không tin thiên tâm, không tin nữa, đó là con của ma quỷ. Chỉ có đơn giản mình phải hiểu như vậy, không còn gì để thắc mắc trong giây phút này á. 5 năm rồi mệt với tụi nó rồi, bừng cơn tỉnh dậy tàn đi thế cờ, mai này nói lại vần thơ. Đó là Sài Gòn vui nhộn lại đúng không. Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đồ đi ra ca ở mấy cái quán cà phê đêm, một kênh sơ rồi ca nhạc đồ lên rầm rầm không. Giờ giờ tụi nó ngạn quá ca ở San Jose. Lúc mà Đàm Vĩnh Hưng ra bà con đứng gì bỏ đi. Nãy sư mẫu kể. Nguyên cái băng ca sĩ Việt Nam nó ca ở San Jose mình nè. Sư phụ mới kể. Tới đó lên đi, ta bỏ đi cũng tội nghiệp đó. Ở với chế độ Việt Nam mà muốn nổi tiếng là phải nịnh hót phải không?
mai đây nó lại vần thơ nhấp cho cạn chén cạn lời huỳnh tương. À, tức là nhắc là chuyện cũ đó, bố với bác này mốt làm bạn để lấy điện thoại đi đó, về nhậu rồi ở Sài Gòn nữa không dĩ hè rồi nhấp cho cạn chén cạn lời huỳnh tương thành tâm đốt lại nén hương. Tức là những bạn cũ HO mà nó thằng nào chết á, rồi đem cái linh vị nó lên máy bay phải không, cho nó về cho nó mừng phải không, tại cái hồn cũng mừng được mà. Thánh thần chứng giác muôn đường còn ta, mai đây sẽ hội trà hoa. Trà hoa là hồi xưa trong trong cái trại tù của ông ở đâu có cái gì ngoài có cái bông rừng với nước trà, thì lúc đó Đức thầy mới đặt tên là thôi mấy ông nội này kêu là trà hoa, tức là cái hội vậy đó. Độ dân giúp nước mọi nhà yên vui, mai đây hết ngược hết xuôi, tức là không còn khổ nữa. Thuận buồm yên gió, đò tôi kính người, mai đây đón lại xuân vui. Các thuyền biển xứ nổi trôi tìm về, khắp năm châu từ ở đây Đan Mạch phải không? Anh phải không? Úc phải không? Điệp khắc cái gì luôn á, du học sinh gì, cộng sản quốc gia gì cứ về hết. Là mấy vị mới dùng cái câu nè, các thuyền diễn xứ nổi trôi tìm về, mai đây rủ sạch u mê, hết kỳ pháp nạn gia thơi trùng phùng. À, hết kỳ hết cái xả cái nghiệp rồi đó, thì là mọi nhà gia thơi trùng phùng, không còn làm cô dâu Đài Loan nữa phải không. Giữ cho hiếu đạo thủy chung, giảm thù tiếp bạn, trăm lòng nở hoa, tòa sen tỏ ánh Phật Bà, có ta dưới bệ chiếu xa độ trì, chim hiền tỏ cánh bay đi, hợp đoàn tìm ánh từ bi quay quần. Có nghĩa là cái câu này Đức Thầy nói là này của Đức Thầy nha, chim hiền tỏ cánh bay đi, tức là chim hiền là tất cả khắp năm châu hợp hợp đoàn tìm ánh từ bi quay quần, tức là có cái bài thơ Đức Thầy nói là thiên tâm nhân nhất tụng nam mô đó, những cái bài này là của Đức Thầy không á. À, thì cái bài này là họ thiên là hợp quần từ bi, là chỉ có đạo thiên tâm bây giờ để mà thay người ta thay đổi cái suy nghĩ ăn hiền ở lành, hợp đoàn tìm ánh từ bi quay quần, nhớ hợp nha mấy con đừng để chia rẽ. Nhân tài xuất hiện khắp cùng ngõ, nhân tài nữa không? Xuất hiện nhân tài quá trời luôn. À, nhân tài xuất hiện khắp cùng, nghĩa là 6 triệu người. Chẳng lẽ ở nước Mỹ này có một thằng Elon Musk, nó sanh ở Africa, nó đâu phải sanh ở Mỹ. Nên nhớ thằng Elon Musk nó là người Africa mà. Mà tự về bên nước của nó không có phát triển, cho nên nó qua đây. Ở Mỹ này toàn là mọi người không à, ông Trump bên Đức mà. Rồi thằng Facebook nó bên Do Thái đúng không? Thì nước mình tại sao bao nhiêu nhân tài đang có sẵn, chất xám không à. Mấy vị nói đó là một cái món quà quan trọng của Thượng Đế đã ban cho nước Việt, là gãi chúng ta ra khắp hải ngoại, để mà sau này đến một ngày á, mà quay quần bay về á, là đưa nước Việt lên, là nhờ giống như người Do Thái thời xưa mà mình mạnh hơn Do Thái nữa. Người Việt bây giờ là vì cái chính sách của Việt Nam cộng sản á, sau 75 nó ra hải ngoại để làm cho mình không có đoàn kết. Chứ còn mà cái chính sách đó mà cái nước Việt Nam mới á, là bảo đảm người Việt Nam mình hơn mấy Nhật, đoàn kết hơn, thương hơn. Khổ quá rồi, còn chống cái gì nữa. Hết chống luôn. Kim Ly Hồ với Tạ Đức Chí lúc đó ngồi ôm nhau khóc. Hai chị em nó hồi xưa tôi xin lỗi Chí nha. Chí nói, em cũng xin lỗi chị nha. Thì vui không? Thì gì vui? Thì mọi người đoàn kết hết. Nhân tài xuất hiện khắp cùng, minh quân tỏ rạng, vui chung nước nhà. Minh quân tỏ rạng tức là có minh quân. Thì con biết rồi đó. Thiên cơ khó lậu quá xa, vững tâm tin tưởng lời ta phán chuyện. Nhiều bài lắm, bài nào á ở trên cũng nói là chim hiền bay về, có rồng hổ mệnh, có đà thì cứ đà mà đi, thì
thì giờ con thấy rồng hôm qua mấy ông bay đầy á, rồi nào đó cũng thấy à, có rồng hộ mệnh cứ đà mà đi, minh quân tỏ rạng khắp miền. Một máy quay, hai máy quay, ba máy quay, bốn máy quay. Trời ơi, cái này quay à. Ơi bí mật nhé, đừng. Mày có thất tình vậy sợ. Thôi chọc. Hôm nay bí mật rồi bật mí hết trơn rồi. Đây có nhân chứng vật chứng ở đây. Nhiều người không có hiểu. Ủa thằng kia mày qua Mỹ tao nhớ mày 14 tuổi mày biết thằng khỉ gì mà sao giờ mày miệng mày lanh quá vậy. Bữa không có bà đại tử đó. Con theo sư phụ từ clip số 1, sư phụ lúc không biết nói chuyện gì hết. Thật sự nhiều chữ lắm mà nó không, nhiều cái ý nghĩa mà nó không có chữ. Sau này là tới ngày hôm nay cũng ok rồi thành cái vả đó. Trời, nhưng mà bây giờ con thương hơn. Tại vì thua bị chửi nhiều quá, sư phụ phải đành chút. Học nghề mà, này nghề dạy nghề. Chưa bữa hổm không biết ca, ca như người ta dịch chặt nốt, chặt chữ hết trơn. Giờ cũng tạm tạm được. Độ mấy cái thằng mà không có chịu nghe nhảo thì mày nghe ca đi. Rồi mày nghe cái giọng của tao rồi từ từ tao mới độ mày được. Thấy hôm nay sao Úc qua gặp Na Chi Phùng địch thủ. Nam Hà giải tù, giải tù Nam Hà bà, Nam Ninh gặp ở đây. Còn nữa, còn ông kia nữa. Ông à, nhân chứng lịch sử mà của cuộc đời của thiên tử nhiều lắm. Không phải một mình không mà dám dựng lên. Nếu mà con là quan tử, không mấy ông già này chắc điên hết thì sao? Không có điên không? Cái mấy người ông lắm đó. Cho nên lúc mà khi con ra mạng con nói trộn rồi, mấy ông có về núi nhiều lắm. Chuyện là thiệt hết trơn à, không phải là là như kiểu mấy cái thằng thiên tử giả hay gì á, nó dựng lên nó có mình á. Đó này ha, mình nguyên một đống toàn là mấy ông học giỏi không à. Sĩ quan Đà Lạt rồi trường Chứng Dương chỗ trường, tức là thời thời đó chạy tù A là khoảng bao nhiêu ông tướng người ta đông lắm không đông lắm. Là biết hết, biết là đi tìm thiên tử. Rồi thêm chạy tù B, chạy tù C nữa. Còn nó chạy A, chạy B, chạy C, chạy M. Tức là nó theo cấp bậc đó hả? 10.000. Tức là mấy ông mà đầu sỏ là ở ở A. À. Còn mấy ông mà thuộc mà về hành chính á, hành chính đạt cái. Còn như quân sự á nó cũng nhốt ở đó. Còn cấp trung tá nó mà trở về chỗ nữa, nó đưa vào chạy B, quân đội. À, chạy xe là những người bị bệnh á, chạy xe chạy mễ, những người bệnh. Mễ là gì? Chạy mễ không ai nói đặt lên chạy mễ thôi. Mễ chạy người bị bệnh đó. Nó kỳ á, bệnh nó không thả ra đi nhớ cùng chi. Thì mấy ông đấy, thời đó bài Kính Thiên ra đời, mấy ông này ông mấy ông đọc mà đâu có hiểu, mà đến khi mà gặp sư phụ rồi mấy cả mấy ông người trong cuộc gần mấy chục năm ông quản hồn á. Có nghĩa là bữa với ví dụ cũng giống như cuộc đời con hay là cái cơ bản của nước Việt á, nó cũng giống như là một chiếc xe assembly, không thiếu con ốc không được đúng không, đúng lúc phải gắp gắp vô vậy. Đến ngày đến giờ gặp người này gắp gắp hết. Chứ lúc trước thì phụ tính đi tù, tức là mình thí nghiệm hết cuộc đời này rồi, tính mở cái chùa đi tù, tù nổi. Không phải là tự gì sư mẫu đẹp đâu. Không phải tự gì ở trên là vậy đó, là tự gì hai cái dòng máu cái DNA đó, giữa cõi trời với cõi nước thì nó cũng trở lại cái lịch sử là Lạc Long Quân Âu Cơ rồi xưa vậy đó. Cho nên mấy kiếm gì rồng rồi tim. Ok, bữa nay như là thôi ha.